Gam lên đường tới chung kết thế giới, gặp các thành viên CFO, được Johnny Đặng hẹn gặp. Gam đã chính thức lên máy bay và bắt đầu chuyến đi tới Mỹ để tham dự chung kết thế giới. Được biết, đội tuyển của chúng ta đã chính thức xuất phát vào khoảng 12 giờ trưa ngày 1 tháng 10 và quá cảnh ở Đài Loan trước khi bay thẳng tới New York trong khoảng thời gian 14 tiếng sau đấy. Về chuyến đi tới New York dự chung kết thế giới, Gam đã có cơ hội gặp mặt các thành viên CFO tại sân bay và đại diện số 1 của khu vực PCS cũng đang chuẩn bị lên đường tới Mỹ thi đấu vòng bảng. Dù không biết hai team có đi cùng chuyến bay tới New York hay không, nhưng họ đã có những khoảnh khắc gặp gỡ và chụp những tấm ảnh kỷ niệm cùng nhau. Giống như PSG Talent, một đội tuyển được coi là anh em với khu vực chúng ta, dù họ vắng mặt tại kỳ chung kết thế giới lần này. Ngoài ra, Gam khi xuất quân cũng nhận được nhiều lời cổ vũ và chúc mừng lần trở lại chung kết thế giới này. Nổi bật trong số đấy phải kể đến Diamond Boy, Johnny Đặng. Cụ thể, Johnny Đặng đã quay hẳn một clip chúc mừng Gam trở lại với chung kết thế giới tại sân bay. Và ông vua Kim Hoàn thậm chí còn hẹn gặp chủ sở hữu đội tuyển TK Nguyễn và các thành viên Gam tại New York trong thời gian tới. Hello, xin chúc mừng Gam đã trở lại chung kết thế giới sau 3 năm. Chúc mừng tất cả các bạn nha. Mình và TNT Team chúc các bạn rất là may mắn. Hãy cố gắng lên, ok? Thì có thể là Johnny sẽ qua New York gặp Gam và TK để ủng hộ cho tất cả các bạn. Chúc may mắn nha. Ok.